phận làm con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng sông đường dài. Cảnh nhà neo đơn bầy em chưa lớn, chiếu đôi vai gánh nhọc nhằn. Thấy mẹ thương em như tim người sẽ duyên, lòng thầm mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền. Lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, chờ người ta đến em khóc sau bao lời khuyên. Chưa yêu lần nào biết xa làm sao, biết trong tình yêu như thế nào. Sông sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu. Quá bao thời gian sống trong bình an, lỡ yêu người ta gieo trái ngang. Nồng sâu tùy sống làm sao mà trông, chưa đổ bên biết nơi nào đúng rồi. Người ta đến theo họ hàng đôi bên, một ngày nên duyên một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng bầy em ngơ ngác đứng trông theo. Vâng, hôm nay mình xin giới thiệu tất cả quý vị các bạn một bộ dàn mini hàng Nhật bãi có thương hiệu là Panasonic. Thì chiếc này mặt gương rất đẹp nhá, và nó chạy đĩa CD, đĩa MD và thẻ nhớ cũng như là đầu băng cassette. Đấy, chiếc này thì chạy ok hết các chức năng nhá. Tại vì lý do bản quyền nên là mình không đã mở nhiều bản nhạc, hết một bản nhạc thì nó sẽ không cho đăng lên YouTube. Đó, bây giờ là mình sẽ test ở đĩa CD nhé. Đĩa CD thì nó có 5 ổ đĩa nhé, 5 ổ đĩa đều chạy ok hết nhé. Và trước này thì mình cũng có thể là ghi từ đầu CD sang thẻ nhớ, cũng như từ đầu CD sang đầu MD. Đó. Về hình thức bên ngoài thì đẹp keng luôn nhá. Loa có một bát và một chiếc của gỗ lạng rất đẹp. Đó. Và cái chiếc này mình có thể, cục da này mình có thể nghe đĩa CD, đĩa MD và thẻ nhớ, đầu băng cassette 4 thứ và đài FM, đài AM. Và mình cũng có thể kết nối với lại điện thoại hoặc máy tính, TV. Đấy, vào cái đường này, đường AUX này nhé, để mình nghe nhạc mạng. Đấy, bạn nào có nhu cầu mua, liên hệ mình theo số điện thoại 035 874 2679 nhé. Dàn mini thì bên mình có rất nhiều nhá, nhiều mẫu mã khác nhau. Đấy, cũng như là giá cả khác nhau. Các bạn và quan tâm thì vào Zalo, mình sẽ gửi hình chi tiết từng bộ và giá từng bộ nhá. Và bộ này là với cái giá là 1.200.000 đồng nhá. Giá chỉ rẻ bằng bộ loa vi tính của Trung Quốc thôi, nhưng mà chất lượng nó khác. Hàng Nhật nó đẳng cấp hơn nhiều nhá. Về độ hay, độ chi tiết cũng như là độ đẹp, độ thẩm mỹ và độ bền.